Hello guys, cô Anh Phương xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với buổi học livestream tối nay cùng với cô Mai Phương ạ. Hôm nay không biết là chúng ta đã sẵn sàng để mình lụm sách trong buổi học livestream tối nay cùng với cô Phương chưa? Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các con cái kiến thức ngữ pháp về phần câu điều kiện, đúng không ạ? Kiến thức cái ngữ pháp của chúng ta về phần câu điều kiện nhé. Một phần rất là quan trọng trong chương trình. Và cô đã gửi trước tài liệu cho các con cũng như là cái lịch livestream của tuần này rồi, đúng không ạ? Mình đang tăng cường ngữ pháp trong tháng này, tháng sau để mình có thể hoàn thiện cái phần ngữ pháp. Để rồi sau đó sang tháng 11, tháng 12 mình có thể bắt đầu luyện giải đề dần hoặc luyện những cái chuyên đề khác, đúng không ạ? Chương trình học của cô Phư thì rất là bài bản. Và hôm nay thì vẫn như mọi khi, đó là một cái chương trình lụm sách rất là xịn sò và rất là cực kỳ là hấp dẫn trong buổi học livestream của cô Phư, đúng không ạ? Nào, cái bộ sách này của chúng ta thì là dành riêng cho các bạn sở hữu combo khóa học độc quyền của cô Phư, đó là combo Pro 3M và Pro 3M Plus, được chưa? Những bạn nào mà có khóa này chúng ta sẽ nhận được bộ sách này free. Hiện tại thì cô đã chuyển đi 400 bộ sách. 400 bộ sách bởi vì sách của cô mới về thôi. Và có một số bạn ở khu phong tỏa không nhận được sách luôn. Đúng không ạ? Hàng lại trả về chỗ cô đây này. Và có rất là nhiều bạn vẫn còn chưa biết là được tặng sách. Đúng không ạ? Hãy lưu ý giúp cô là các bạn sở hữu combo của cô Phương nhá. Là được tặng sách ạ. Combo Pro 3M và Pro M Plus. Hai cái combo này là sẽ đủ để từ một bạn mất gốc mà học đến mục tiêu đến 10 điểm luôn. Rất là xịn sò nha. Vì thế cho nên là chúng ta chú ý giúp cô. Với cái bộ sách này thì chúng ta sẽ còn có một cái cơ hội nữa dành cho các bạn mà không sở hữu khóa học của cô Phương hoặc là chỉ sở hữu một combo. Đó là trong những buổi học livestream ở trên page như thế này. Những bạn nào mà có cái đóng góp tích cực thì sẽ có thể được tặng sách. Được chưa? Và cô có thể giới thiệu sơ qua cho các con một chút. Đây là bộ sách tự học 20 chủ đề từ vựng, cực kỳ là xịn sò. Đấy ạ. Phần bảng từ này có đi kèm với flashcard ở trên web của cô Phư nha. Đấy, có 20 chủ đề. Sách này được in rất đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Được chưa ạ? Nói chung là cô Phư là ưu tiên cái đẹp. Ở đây chúng ta có 20 chủ đề nhé. 20 chủ đề, đây là cái bảng từ. Và có đi kèm với flashcard là ở trên web của cô Phư ạ. Còn đây là cái cuốn luyện tập. Cuốn luyện tập thì cũng sẽ đi kèm với 20 chủ đề như thế, tương ứng như thế, 20 chủ đề. Và với mỗi cái chủ đề như thế này là mình sẽ có các câu hỏi. Đấy, rất nhiều câu hỏi, cực kỳ nhiều câu hỏi luôn. Nhiều vô cùng. Đấy. Được chưa? Nào thì là đọc điền này. Đọc hiểu này. Đọc điền, đọc hiểu. Rất nhiều đọc điền, đọc hiểu. Có những cái chủ đề mà có đến tận 3 test như thế này. Chứng tỏ là rất là nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều câu hỏi đấy, đọc điền, đọc hiểu đấy, ok, được chưa? Cũng là 20 chủ đề. Và cái phần bài tập này thì có key ABCD, nhưng mà các con có sở hữu bộ sách này thì các con cũng sẽ được tra cái đáp án chi tiết ở trên web của cô Phương luôn theo cái phần hướng dẫn của cô nữa. Và bộ này là cô đang chỉ tặng không bán, được chưa ạ? Cô Phương lúc nào cũng rất là đặc biệt, đúng không ạ? Rất là đặc biệt. Và bây giờ là chúng ta đang ở cái chương trình, đó là chương trình học tối nay. Đó là các con học thật tốt, tối nay cô sẽ tặng một bộ sách này cho bạn nào học tốt nhất, có đóng góp tích cực nhất trong buổi ngày hôm nay thì cô sẽ tặng. Xong chưa? Thấy chưa? Bởi vì là page của chúng ta thì mỗi ngày lại có thêm các bạn mới, cho nên là khi mà gặp các bạn mới thì tất nhiên là cô sẽ phải lại giới thiệu lại. Cho nên là những bạn nào mà chúng ta đã biết rồi thì các bạn thông cảm giúp cô, đúng không ạ? Bởi vì là có những bạn đây là lần đầu tiên các bạn mới biết đến cô Mai Phương thì sao, cho nên là cô phải giới thiệu nhá. Và cô nhắc lại là những bạn nào mà sở hữu combo hai khóa học này của cô Phương là sẽ được tặng sách free ship đến tận nhà luôn, được chưa? Ok, rồi chi tiết như thế nào chúng ta sẽ inbox page giúp cô ạ. Rồi, bây giờ thì cô sẽ bước vào cái bài ngày hôm nay của chúng ta, đó là cái nội dung ngữ pháp về câu điều kiện. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con cái lý thuyết về câu điều kiện. Lý thuyết cơ bản nhá. Rồi, tiếp theo đó nữa thì chúng ta sẽ có cái phần luyện tập. Và cô sẽ có những cái câu hỏi phụ trong quá trình luyện tập.
Các con sẽ trả lời thật là tích cực các câu hỏi ở đây và đồng thời các con trả lời cho cô các câu hỏi phụ. Những bạn nào có được những cái đáp án trả lời chính xác thì sau buổi học ngày hôm nay cô sẽ công bố luôn là bạn nào sẽ được tặng sách của cô Phương. Tất cả các bạn ở trong danh sách gọi là trong cái danh sách gọi là đóng góp tích cực ấy ạ. Thì nếu như hôm nay chưa được tặng quà thì trong các buổi sau cô sẽ lại chọn lọc ra tiếp những bạn nào mà có nhiều hôm được lọt vào top 10 là cũng sẽ được tặng quà luôn. Được chưa ạ? Sách của cô Phương là chỉ tặng không bán cho nên là rất rất là hot. Sách rất hay, được chưa ạ? Sách rất hay nhưng mà lại không bán. Đấy, thế nó mới hot. Được không ạ? Nhá. Rồi bây giờ cô sẽ bắt đầu vào cái phần lý thuyết này. Câu điều kiện là gì? Câu điều kiện tức là nếu như một cái tình huống có một cái điều kiện xảy ra thì cái tình huống đấy sẽ mang lại kết quả như thế nào? Được không? Vậy câu điều kiện của chúng ta thì mình biết là nó sẽ bắt đầu bằng từ if, là từ nếu. Đúng chưa? Và nó sẽ có hai vế, đó là vế if clause, là vế mệnh đề điều kiện, và tiếp theo là cái mệnh đề chính. Main clause thì là chỉ cái kết quả. Cái kết quả của cái điều kiện này là nếu như nó như thế nào thì nó sẽ như thế nào. Nhớ, nếu tôi mà gặp anh ta sớm hơn thì bây giờ chúng tôi đã thành đôi rồi không? Đúng không? Câu điều kiện rất là hay như thế, cho nên là chúng ta sẽ phải là học thật tốt và viết thật chuẩn các cái câu điều kiện này. Câu điều kiện này mình sẽ có câu điều kiện loại 0, câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2, câu điều kiện loại 2, câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện trộn. Được chưa ạ? Nhá. Và thực ra nó rất là đơn giản như thế này thôi này. Câu điều kiện loại 0 thì công thức của nó sẽ là hai vế đều là hiện tại đơn để miêu tả một cái sự thật hiển nhiên, một cái dữ liệu khoa học luôn luôn xảy ra. Đấy, ví dụ như là nếu như bạn làm tan đá thì nó sẽ chuyển thành nước, thì cái này nó là fact. Những cái fact hiển nhiên như thế này mình sẽ chia loại 0, tức là cả hai vế đều là ở hiện tại. Sang câu điều kiện loại 1 thì vế if mình chia hiện tại và vế main clause mình chia tương lai để diễn tả một điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Nếu như các con học chăm khóa học của cô Mai Phương thì trong tương lai là chúng ta sẽ đạt được điểm số cao trong kỳ thi. Đó là một cái điều chắc chắn. If you study well, you will get good marks. Được chưa? Đấy nhá. Ở đây có một số những cái biến thể của câu điều kiện loại 1. Thì trong những biến thể này, ở cái vế if của chúng ta ấy, mình có thể gặp cái trường hợp đó là người ta dùng hệ tiếp diễn hoặc là hiện tại hoàn thành. Trong đó cô muốn các con chú ý cho cô đến cái trường hợp sử dụng hiện tại hoàn thành này. Đó là mình nhấn mạnh đến mà là cái hành động điều kiện này xảy ra là nếu như một cái gì đấy đã hoàn thành, tức là muốn nhấn mạnh đến cái tính hoàn thành của hành động thì mình dùng hiện tại hoàn thành thay cho hiện tại đơn. Ở vế chính người ta có thể dùng một số những cái động từ khuyết thiếu hoàn toàn được thay cho tương lai, tức là thay cho will chỉ tương lai, người ta có thể dùng một số những động từ khuyết thiếu. Đấy là dạng biến thể của câu điều kiện. Câu điều kiện loại 1. Ở câu điều kiện loại 2 và loại 3 thì nhớ cho cô là hai loại này đều là các cấu trúc câu giả định. Giả định nghĩa là gì? Giả định nghĩa là không có thật. Và từ hôm nay các con sẽ phải lưu ý giúp cô là những cái nào mà nó là giả định và không có thật thì sẽ có hiện tượng lùi một thì. Lùi một thì, ví dụ như là hiện tại thì phải lùi xuống quá khứ, mà tương lai thì phải lùi xuống good. Quá khứ thì sẽ phải lùi xuống quá khứ hoàn thành. Được chưa? Câu điều kiện loại 2 thì sẽ dùng để chỉ một điều không có thật ở hiện tại thì sẽ phải lùi một thì, tức là hiện tại xuống quá khứ này. To be sẽ chia là were dài với tất cả các ngôi và vế chính chia là would cộng verb. Ví dụ như là nếu tôi là bạn thì tôi sẽ trồng cây quanh nhà, thực tế là tôi không phải là bạn. Đúng không ạ? Nếu tôi sống gần văn phòng của tôi thì tôi sẽ đi kịp để đi làm, thực tế là tôi không sống ở gần văn phòng. Nếu như tôi sở hữu hai combo khóa học cô Mai Phương thì tôi sẽ có cái bộ sách kia được free ship miễn phí, nhưng mà tôi lại không sở hữu khóa học của cô Mai Phương, đúng không ạ? Ví dụ đều thế đúng không ạ? Câu điều kiện loại 3 thì sẽ là câu điều kiện dùng để diễn tả một điều không có thật ở quá khứ thì phải lùi một thì, là từ quá khứ xuống quá khứ hoàn thành. Đó chưa? Và ở đây cũng có hiện tượng lùi tiếp là sẽ dùng với điều kiện là về kết quả, ở đây sẽ là would have cộng với phân từ hai. Ví dụ như là nếu như, ví dụ như là người ta đưa ra một cái fact như này, anh ta đã giúp tôi chấm nhá và tôi đã thắng cái giải thưởng đấy. Cái này là fact ở quá khứ. Nếu như chuyển sang câu điều kiện lập tức sẽ dùng câu điều kiện loại 3, bởi vì trái với quá khứ thì phải chia loại 3. Nếu như anh ta đã không giúp đỡ tôi thì tôi đã không có thể thắng được cái giải thưởng đó. Đó chưa? Đấy thì các con sẽ phải học thuộc cái này ấy, cái kiến thức này chúng ta sẽ được học rất là kỹ ở trong khóa ProMM với phần ngữ pháp tiếng Anh trọn đời này. Bạn nào chăm chỉ học khóa ngữ pháp này của cô thì điểm
ngữ pháp ở trong bài thi rất là cao, và không những thế chúng ta sẽ còn có thể học rất là tốt để sau này mình đạt được cái band 8 chấm đối với phần viết của IELTS. Được chưa ạ? Bởi vì COFU thi IELTS được 8 chấm với phần viết thì họ đều là do là cái kiến thức ngữ pháp chắc chắn, rồi là cái khả năng từ vựng mình đúc rút qua nhiều thời gian thì có thể viết được 8 chấm band đối với lại là writing của IELTS, là nó một cái rất là khó. Và cô nói với các con rằng là nếu như các con học cái khóa ngữ pháp trọn đời đấy thì nó hơi dài và nó hơi nhiều các thứ, nó sâu đúng không ạ, nhưng mà nó rất là có ích để sau này mình học IELTS. Được chưa ạ? Cái gì cũng phải bỏ ra một chút ít thời gian và công sức đúng không? Đấy nhá. Thì cái này sẽ là câu điều kiện loại 3 của chúng ta, là trái với quá khứ thì chia quá khứ hoàn thành ở loại 3. Kết quả này là kết quả trái với quá khứ nha. Đấy, cái này là kết quả trái với hiện tại hoặc tương lai này. Thì bây giờ sẽ có một cái loại trộn, nó là như này. Cái loại trộn này là người ta sẽ trộn rằng là cái vế if này trái với lại là quá khứ thì sẽ chia quá khứ hoàn thành. Đấy chưa? Cái kết quả này nó lại trái với hiện tại, nó không phải là trái với quá khứ. Nếu trái với quá khứ thì là loại 3 mất rồi. Còn nếu như trái với hiện tại thì mình ghép lắp ghép cái đuôi này của loại 2 này, tức là dùng would cộng verb vào đây. Dùng would cộng verb thôi. Would cộng verb là trái với hiện tại mà. Kết quả trái với hiện tại thì cái loại này nó gọi là loại trộn, nó chính là cái loại trộn này. Được chưa? Loại trộn này là hay thi nhất, đó là nếu như một cái gì đấy trái với quá khứ thì kết quả hiện tại như thế nào? Chính là cái câu ví dụ mà cô đặt cho các con lúc đầu giờ, đó là gì? Nếu như tôi mà đã gặp anh ta sớm hơn, cái này là xảy ra trong quá khứ, tức là nếu như trước đây mà tôi đã gặp anh ta thì bây giờ chúng tôi có phải là vợ chồng rồi không? Chán lắm. Được chưa? Được chưa? Nhá, nếu tôi mà đã gặp anh ta sớm hơn thì bây giờ chúng tôi phải thành một đôi rồi không? Đấy. Được chưa? Thì có đúng là câu điều kiện không? Đó, đúng là câu điều kiện trộn đâu? Trái với quá khứ. If I had met him earlier, we would be a couple now. Đúng không? Thì cái câu điều kiện này ở cái vế kết quả này nó hay có từ now thì bao giờ mình dùng would cộng verb. Bởi vì nó có kết quả ở hiện tại mà. Thì mình chả dùng would cộng verb. Còn nếu kết quả ở quá khứ thì mình cứ dùng would have cộng với phân từ hai. Như vậy nhá. Kiến thức rất là dễ. Được chưa? Bốn loại câu điều kiện 0, 1, 2, 3. Được chưa? Và các câu điều kiện trộn, được chưa? Ở trong cái loại trộn này chúng ta còn có một cái kiểu nữa, đó là trái với một tình huống ở hiện tại thì cái kết quả ở quá khứ như thế nào. Nhưng cái đó các con sẽ vào học ở trong khóa ngữ pháp tiếng Anh trọn đời của cô Phương, thì cô sẽ giảng kỹ hơn. Ở trên page thì cô sẽ chỉ dừng lại ở những cái kiến thức gọi là sơ đẳng nhất, cơ bản nhất như thế này thôi. Và nếu như các con có điều kiện mình xem thêm những cái bài giảng của cô Mai Phương về phần ngữ pháp thì các con sẽ thấy là nó rất hay. Và cô nhắc lại đó là chịu khó đau thương một chút mà học ngữ pháp sau này kiếm được cái biển cái band điểm rất là cao của bài thi IELTS nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đến với phần luyện tập. Cơ hội lụm sách của chúng ta đã đến, được chưa? Cơ hội kiếm sách đã đến ạ. Sẵn sàng đi ạ. Đã comment luôn rất là nhanh. Lưu ý giúp cô là khi cô đến câu nào thì chúng ta mới comment câu đấy. Comment sớm không được tính điểm. Đấy ạ. Đã là thi đấu nó phải có rules. Đấy ạ. Nhanh cũng không được nha. Nó phải đúng, nó phải in time, đúng không ạ? Nó phải kịp lúc, nó phải đúng lúc. Đó. Ok. Nào bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu với câu số 1 nhá. Rồi, cảm ơn đi ạ. Đáp án đúng của câu số 1 là đáp án gì? Đây là câu hỏi trong đề minh họa năm 2020, lần 2 của Bộ Giáo dục. If my father here now, he would help me fix my bicycle. Rất dễ luôn. Câu điều kiện loại mấy ạ? Câu điều kiện loại mấy? Nào, bây giờ nhá. Vế bên này là would cộng verb, đúng không? Thì rất là dễ để mình biết rằng là nó là dạng câu điều kiện loại 2. Nào nữa là if là nếu là trái rồi mà lại có now là trái với hiện tại thì chỗ này chia quá khứ, bởi vì là nó là trái ngược với hiện tại thì chia quá khứ. Nếu như bố tôi mà ở đây bây giờ thì tức là thực tế là my father is not here now, but if my father were here now he would help me fix my bicycle. Đúng chưa? Đúng chưa? Nào, to be chưa là ua dài với tất cả các ngôi trong câu điều kiện loại 2. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ dùng đáp án đúng câu này là đáp án A, đúng chưa? Đáp án A, đúng chưa? Rồi, được chưa? Nhá. Ok, là tiếp tục sang câu số 2. Chúng ta comment giúp cô câu số 2. Đây là câu hỏi nằm trong đề minh họa năm 2020 lần 1 của Bộ Giáo dục. If I just one year younger, I would be eligible for the scholarship.
Nếu như tôi gì đấy chỉ gọi là trễ hơn một năm thôi là tôi sẽ đủ điều kiện để là được học bổng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có là câu này sẽ là gì? Cũng là would cộng verb như thế này thì rất dễ là câu điều kiện loại 2, đúng chưa? Bây giờ nếu như tôi trẻ hơn một tuổi, thực tế là không ai có thể quay ngược lại thời gian, đúng không? Đúng không ạ? Nếu như tôi mà gì quay ngược lại được thời gian, thực tế cái đấy là cái điều không có thật, đúng không ạ? Không có thật, nó không có thể xảy ra được ở hiện tại, đúng không? Vậy câu này sẽ chia quá khứ nhé. Và to be sẽ chia là ua dài với tất cả các ngôi. Như vậy, câu số 2 của chúng ta, to be cũng sẽ chia là ua, đúng không? If I were just 1 year younger, I would be eligible for the scholarship. Yeah. Ok. Bây giờ có một chàng trai đã nói một câu rằng là nếu như mà cô ấy mà trẻ hơn, nếu như cô ấy mà trẻ hơn tôi thì là tôi sẽ cầu hôn cô ấy, đúng không? Bởi vì là cô này già rồi, anh này ngại cưới chị, đúng không ạ? Cái thực tế thì cũng có nhiều người lấy các chị ấy, đúng không? Nhưng mà trường hợp này ít, không nhiều lắm, đúng không nhỉ? Đấy, người ta nói là tình yêu thì không tuổi tác, đúng không? Nhưng mà anh này anh nói rằng là nếu mà chị ý mà nhỏ tuổi hơn tôi thì tôi sẽ mạnh dạn để mà cầu hôn chị ý, được không? Ok, thì đây chúng ta sẽ đặt như nào ạ? If she, nếu cô ấy, đúng không? Thì này, trẻ hơn tôi à? Younger than me. Đúng không ạ? I would gì ạ? I would viết tắt nhé. I would propose to her. Tôi sẽ cầu hôn cô ấy, đúng không nhá? Đấy, propose to her. Đấy không? Câu điều kiện loại 2. Đấy à. Câu điều kiện loại 2 chỉ những cái tình huống éo le trong cuộc sống, đúng không ạ? Trái với lại là hiện tại. Mà cái câu này ấy thì cô thấy là mọi người thường dùng rất là nhiều trong những cái sự gọi là tiếc tiếc ấy, đúng không? Nếu, bây giờ là nếu như hoặc là những cái sự gọi là giá như, bây giờ giá như là tôi mà giàu ấy thì là tôi sẽ như thế nào đấy, đúng không? Rồi tiếp tục sang câu số 3. Câu này là đề thi thật năm 2018, một năm mà đề thi rất rất khó, đúng không ạ? Đây, chúng ta có một câu như sau. If Martin were here now, he asked to solve this difficult problem. Nếu như Martin ở đây thì anh ta sẽ có thể giúp đỡ chúng tôi là giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nhìn thấy ua dài đây rồi, chúng ta sẽ thấy là cái câu điều kiện loại 2, đúng không ạ? Và nếu mà anh ta ở đây thì kết quả là anh ta sẽ có thể giúp đỡ chúng tôi, đúng không? Câu điều kiện loại 2 sẽ là gì ạ? Cái này là ua, cái này sẽ là would help. Rồi, rất nhiều bạn làm đúng ạ. Rồi, tiếp tục sang câu số 4 nhé. If he didn't have to work today, his children to the zoo. Nếu như hôm nay mà anh ta không phải đi làm, được chưa? Vậy thì cái thực tế ở đây ấy, cái fact ở đây là gì? Cái fact ở đây đó là he gì? Has to work today. Hôm nay là anh ta phải đi làm, đúng không? Mà nếu anh ta không phải đi làm thì anh ta sẽ đưa con tới sở thú, thì cái này chỉ là câu điều kiện loại 2, đúng chưa? Would cộng verb, là đúng câu này sẽ là đáp án C. Không khó nhở? Câu điều kiện rõ ràng không khó, đúng không? Chẳng qua là từ trước đến nay các con không học thôi, đúng không? Thế còn nếu mình học rồi là mình làm đúng hết, không khó, đúng không? Nào, đề thi thật năm 2019. We're on a field trip. If the weather is fine this weekend. Câu này chúng ta có là if đi với hiện tại như này. Thì với này đi trên tương lai, đúng không? Câu điều kiện loại 1, đúng không? Mình có dùng câu điều kiện loại không ở đây không ạ? Không nhá, câu loại không là câu chỉ những cái sự thật hiển nhiên, những cái khoa học thì mình dùng loại không. Còn những cái này đó là những cái mà có thể xảy ra, tức là nếu như thời tiết đẹp thì chúng tôi sẽ đi tham quan, đúng không? Đấy, thì cái này rõ ràng là cái điều kiện này là có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai. Chia câu điều kiện loại 1, cái này hiện tại, cái này tương lai. Đáp án đúng của chúng ta câu này sẽ là đáp án B. Được chưa? Nào, câu hỏi phụ đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay của cô Mai Phương đó là bây giờ cô muốn đặt một cái câu như thế này. Nếu như thời tiết cho phép, được chưa? Nếu như thời tiết cho phép nhá, thì chúng tôi sẽ giữ nguyên câu này này. Chúng tôi sẽ đi tham quan. Nhưng bây giờ cái câu mà nếu như thời tiết cho phép mình dùng từ gì? Nếu thời tiết cho phép mình sẽ dùng cái câu như thế nào? Được chưa? Nó là một cái gần như là một cái cụm luôn đấy ạ.
Nào nếu thời tiết cho phép. Nào thì câu này mình sẽ viết cho cô sẽ là if the weather permits. Yeah. If the weather permits, we will go on a field trip. Được chưa nhá? Đấy, nó là cả cái cụm là đó là nếu như thời tiết cho phép người ta dùng cái cụm này. Được chưa? Và cô phải chia sẻ với các con rằng là trong cái tiếng Anh nâng cao ấy thì người ta còn có thể dùng một cách khác. Đó là người ta sẽ giảm mệnh đề ở cái vế này, người ta sẽ nói mỗi câu là weather permitting. Thời tiết cho phép, we will go on a trip weather permitting. Đấy. Nó lại còn có một cái kiểu thế này nữa. Đấy, và cái cấu trúc câu là thời tiết cho phép như này các con sẽ học giúp cô nhá. Rất là tốt ạ. Nào, câu số 6, cái này đề 2019 cũng là câu điều kiện loại 1, đúng không? Cái này hiện tại thì cái này sẽ là tương lai thôi, đúng không? Nếu như bạn theo cái chỉ dẫn của tôi thì bạn sẽ tìm thấy nhà cô ấy một cách dễ dàng. Câu điều kiện loại 1, đúng không ạ? You will find her house easily. Nếu như bạn mà làm theo hướng dẫn của tôi thì bạn sẽ đạt được cái điểm số rất là cao trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng đến với một số câu hỏi trong đề thi thử của các trường nhé. Ở câu số 7, cô có đề thi thử của trường của Sở Ninh Bình. If the current rate of deforestation continues, the world's rainforest within 100 years. If ở bên này hiện tại, thì với bên kia chắc chắn là cứ dùng tương lai thôi. Câu điều kiện loại 1, rất là đơn giản như vậy. Nếu không ạ, câu này chúng ta sẽ có là, mình sẽ dùng will đúng không ạ? Will vanish. Đúng không? Vanish thì bằng với từ gì? Nào câu hỏi phụ chúng ta, vanish thì nghĩa là gì? Nó bằng với từ gì ạ? Nào bạn nào có thể trả lời được cho cô ạ? Từ vanish thì nó sẽ bằng với từ disappear đúng không ạ? Biến mất ạ. Disappear, biến mất một cách hoàn toàn, vanish. Được chưa? Bốc hơi luôn đấy. Được chưa? Chúng ta có một cái cấu trúc rất là hay đó là vanish without a trace, tức là bốc hơi mà không có bất kỳ một cái dấu vết gì. Cái từ trace này là kiểu là dấu vết này, yeah. Biến mất hoặc là bốc hơi mà không có một cái dấu vết gì. Vanish thì bằng với lại là disappear. Nào, nếu như cái tốc độ của cái sự phá rừng đúng không ạ? Được chưa? Câu hỏi phụ tiếp theo của chúng ta là cái từ vựng này chúng ta đã học rồi. Phá rừng thì sẽ trái nghĩa với từ gì? Bạn nào trả lời được ạ? Phá rừng là cơ hội lụm sách thì tất nhiên là cô phải hỏi những câu nó khó một tí đúng không? Nhưng mà cũng không khó nhỉ. Những cái kiến thức này là cô đã hướng dẫn các con rồi. Đúng không? Cô hướng dẫn các con rồi mà. Nào, câu này sẽ là gì ạ? Phá rừng thì trái nghĩa với nó là trồng rừng đúng không? Trồng rừng của chúng ta sẽ là, nhớ nhá, dùng cái chữ A chữ F này này. Forestation. Cái này là trồng rừng. Vanish thì bằng với disappear. Nếu như cái tốc độ phá rừng hiện tại mà cứ tiếp diễn ấy, là những cái rừng nhiệt đới của thế giới là sẽ bốc hơi trong vòng gì 100 năm. Được chưa? Rồi câu số 8. Đề thi trường chuyên luôn này. Đề thi trường chuyên Thái Bình lần 3. If they hadn't raised our awareness of the disease, we of it as seasonal flu. Ok. Câu này là gì? If và vế bên này chia quá khứ hoàn thành nhá. Chia quá khứ hoàn thành thì vế này có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất là có thể dùng dạng kết quả ở quá khứ thì dùng loại 3. Thứ hai là kết quả ở hiện tại thì dùng cái này là loại gọi là loại trội. Đúng không ạ? Trộn trộn với loại 2 ấy thì sẽ dùng would cộng với, ở đây là xanh loại trộn. Vậy câu này mình sẽ dùng gì? Nếu như họ mà đã không nâng nhận thức của chúng ta về cái bệnh này thì chúng ta hẳn là đã nghĩ về nó như là một cái loại gọi là cúm mùa đúng không? Thì cái kết quả ở đây của chúng ta vẫn là ở quá khứ đúng không? Đúng không? Kết quả ở đây vẫn là ở quá khứ đúng không? Đúng không? Kết quả ở quá khứ hay kết quả ở hiện tại ạ? Mình sẽ dùng cái kết quả này ở quá khứ thôi đúng không ạ? Kết quả quá khứ mình sẽ dùng cái loại 3 này, câu được kiểu loại 3. Quá khứ hoàn thành ở đây ở bên này sẽ dùng là would have cộng với phân từ 2. Nhá. Đáp án đúng câu này của chúng ta ở đây sẽ là đáp án B. Đó. Nếu như họ mà đã không gọi là nâng cao cái nhận thức của chúng ta về căn bệnh này
Thì chúng ta hẳn là có lẽ là đã chỉ nghĩ nó như là một cái bệnh gọi là cúm theo mùa thôi. Được chưa? Nha. Would have probably thought. Có thể là đã nghĩ về. Nha. Ở đây chúng ta sẽ có cái từ là từ think of. Think of something as. Nha. Nghĩ về cái gì đấy như là cái gì. Ok. Được chưa? Rồi. Nào. Câu hỏi phụ tiếp theo của cô đó là cái mà gọi là think of as của chúng ta. Thấy chưa? Nghĩ về cái gì đấy như là cái gì thì nó sẽ có thể bằng nghĩa với lại là từ nào, nó có thể bằng nghĩa với như là từ nào, chúng ta có thể dùng với những cái từ khác nữa, ví dụ như là từ regarded, đúng rồi ạ, regard as, regard hoặc là consider. Đấy ạ, consider thường hay đi với lại là to be, regard đi với as, được coi như là. Được chưa? Được coi như là. Được nghĩ về nó như là cái gì? Được xem như là. Chúng ta còn có một từ nữa, đó là từ reckon. To be reckoned as. Đấy, hoặc là to be reckoned something thôi. Được xem như là cái gì? Đấy. Được chưa? Ok nhá. Rồi, tiếp tục giúp cô sang câu số 9 ạ. Câu này là câu được kiểu loại mấy? Khi mà mình đã có would have với phân từ hai như này, câu được kiểu loại mấy ạ? Câu được kiểu loại 3, đúng không? Nếu như cô ấy ốm thì cô ấy đã đi chơi với tôi. Thực tế là cô ấy đã bị ốm và cô ấy không đi chơi được, với nếu cô ấy mà không ốm, đúng không? Câu được kiểu loại 3 mình sẽ chia ở đây sẽ là đáp án B. Đúng rồi ạ. Hadn't been sick, she would have gone out with me to the party. Rồi câu số 10. À, ở cái câu số 10 này chúng ta gặp một cái cấu trúc rất là hay trong đề sở Bắc Ninh. Câu này thì cái vế này là vế bắt đầu bằng câu mệnh lệnh như thế này. Thì mình nhớ cho cô là đây sẽ là dạng câu được kiểu loại 1. Đó. Được chưa? Vẫn là câu được kiểu loại 1 nhá. Thay cho vế tương lai mình có thể dùng câu mệnh lệnh. Cho nên là cái này các con phải học trong khóa, bởi vì trong khóa thì cô giảng hết tất cả những cái kiến thức như thế này. Được chưa? Ở trên page thời gian rất là có hạn cho nên là cô sẽ chỉ giảng sơ thôi. Thì sẽ ví dụ như là lúc nãy cô không nói đến cho các con được cái này, đó là có thể dùng câu mệnh lệnh thay cho thì tương lai ở câu được kiểu loại 1. Đó, vậy vế này sẽ là câu được kiểu loại 1. Nhưng mà câu được kiểu loại 1 thì nếu như dùng if thì cái need này phải có SC. Đúng không? Bởi vì chủ ngữ đây là chủ ngữ số ít thì need phải có SC, mà need này lại không có SC. Thì dẫn tới là có một kiến thức nữa mà mình sẽ được học với cô ở trong buổi thứ tư này, là cô sẽ hướng dẫn các con về đảo ngữ câu điều kiện. Mình sẽ dùng cái đáp án C này, nó dùng từ should. Should thay cho if ở câu điều kiện loại 1. Và động từ sẽ không bao giờ chia, bởi vì là should là dạng khuyết thiếu, đúng chưa? Hôm trước mình học khuyết thiếu rồi. Thì should sẽ đi với lại là verb nguyên mẫu. Và đây là dạng đảo ngữ của câu điều kiện. Chúng ta sẽ được học cái dạng đảo ngữ câu điều kiện này trong buổi thứ tư tuần này. Ok, nào, nếu như cô ấy cần sự giúp đỡ thì hãy bảo cô ấy liên lạc với tôi ở cái số điện thoại này. Tiếp tục câu số 11, đề của trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. À, trường chuyên Thái Nguyên, ngày xưa cô Phương học ở trường chuyên Thái Nguyên đấy. Đúng ạ. Ngày xưa cô Phương học ở trường chuyên Thái Nguyên ạ. If you had listened to my advice yesterday, you in this mess right now. Ở đây các bạn thấy là if đi với quá khứ hoàn thành và vế bên này của chúng ta lại là kết quả ở hiện tại. Thì đây sẽ là câu điều kiện trộn. Đấy, mixed conditional. Nhá. Tức là một cái hành động này trái với tình huống ở trong quá khứ. Và kết quả ở hiện tại ở đây đó là bạn đang ở trong mess. Và nếu như bạn đã nghe lời khuyên của tôi thì bây giờ bạn không ở trong mess. Vậy thì cái vế kết quả này của chúng ta mà có thêm now thì mình sẽ dùng loại kiểu của loại 2, đó là would cộng verb, chứ không phải kiểu của loại 3, đó là would have cộng phân từ 2. Người ta gọi đó là câu điều kiện trộn. Trộn giữa vế đầu của loại 3 và vế sau của loại 2. Hiểu bài chưa? Và thực ra các con cũng không cần phải, nếu như các con cảm thấy khó nhớ về cái trộn này, thì các con hãy nhìn vào bản chất của vấn đề nhé. Bản chất của vấn đề ở đây là gì? Nếu như bạn đã lắng nghe lời khuyên của tôi, thì cái fact ở đây tức là trong thực tế là ngày hôm qua bạn đã không lắng nghe lời khuyên của tôi. Đúng không ạ? Cái fact ở đây của chúng ta đó là if, cái fact ở đây nhá, đó là you này. Didn't. You didn't listen to my advice yesterday. Được chưa? Và cái kết quả đây là now này, hiện tại này. You are in a mess. Đó. Được chưa? Cái câu này là câu fact. Và từ cái câu fact này các bạn sẽ chuyển sang câu điều kiện, đó là if you had listened to my advice yesterday, you wouldn't be in a mess now. Và các con hãy tập là nhìn vào cái fact như thế này mà mình có thể viết thành câu điều kiện
Mình thậm chí không cần quan tâm nó là một hai ba hay là trộn hay là cái gì, trái với quá khứ thì cứ chia quá khứ hoàn thành ở cái vế if, mà kết quả ở hiện tại thì cứ chia good cộng verb là xong, đúng không? Được chưa, được chưa nhá? Tiếp tục câu số 12, đề trường chuyên Hoàng Văn Thụ. If Tom has studied harder last term, he better exam results now. Câu này cũng không khác gì đề của trường chuyên Thái Nguyên nhá. If cộng với quá khứ hoàn thành mà kết quả lại ở hiện tại thì là câu điều kiện trộn, đúng không ạ? Vậy thì câu điều kiện trộn với lại là cái kết quả ở now này sẽ dùng good cộng verb. Đáp án đúng ở đây là đáp án A chắc chắn luôn, 100%. Được không? Đã bây giờ bạn nào có thể là viết cho cô cái fact của câu số 12 được không ạ? Cái fact ở đây là gì? Thực tế ở đây là gì? Tom làm sao? Cái fact này mình sẽ viết làm hai câu đúng không? Cái fact ở đây đó là Tom làm sao ạ? Tom, nếu như Tom đã học chăm hơn thì tức là Tom làm sao ạ? Tom didn't, đúng rồi, Tom didn't study hard last term. Kết quả đây là sao ạ? Anh ta ở hiện tại là anh ta không có kết quả tốt đúng không? He doesn't have good exam results now. Kết quả là bây giờ anh ta không có được cái kết quả thì tốt, đúng chưa? Đấy, từ cái câu này sẽ viết sang câu điều kiện trộn của chúng ta. Đúng rồi ạ. Rồi, câu số 13. Câu số 13 của chúng ta sẽ là đáp án gì? If gì? That tree would look more carefully. À, câu này là nếu như được trồng cẩn thận, đúng không ạ? Thì cái cây đấy sẽ trông rất là đẹp. Cái này có good cộng verb thì chắc là loại 2 rồi. Loại 2 thì vế trước thì sẽ chia là quá khứ. Và to be chia là ua dài với tất cả các ngôi. Đúng không? Vậy chọn đáp án C hay là đáp án D đây? À, C hay D? Nó còn có một cái thể loại giả mệnh đề như này nhé. Giả mệnh đề như này cũng được, nhưng mà cái này đang bị sai. Bởi vì là nếu mà done á, bổ nghĩa cho done thì mình không được dùng tính từ. Đúng không? Câu này thì sai thì rồi. Vậy thì câu này careful không được đúng không? Mình học bài từ loại chưa nhỉ? Bổ nghĩa cho động từ như này thì mình sẽ phải dùng trạng từ. Nên đáp án đúng câu này sẽ là đáp án C. Carefully để cuối hoặc là carefully đứng trước done hoàn toàn được. Được chưa? Trạng từ nó có thể đứng ở rất nhiều vị trí. If it were done carefully, the tree would look more attractive. Được chưa? Rồi, tiếp tục sang câu số 14. Đề thi trường chuyên Hà Tĩnh mà lại có cái câu dễ như thế này. Works ở hiện tại như này, câu điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1 thì bên này dùng tương lai. Đấy, đáp án đi luôn. Ngon chưa? Jonas will get promoted next year if he works more industriously. Yeah. Là Jonas sẽ được thăng chức vào năm sau nếu như anh ta làm việc một cách gọi là chăm chỉ hơn. Ok, industriously, một cách chăm chỉ hơn. Câu điều kiện loại 1, trời dễ quá. Câu số 15 chọn đáp án gì? If our teacher were here now, he asked with this difficult exercise. To be chia là ua dài thế này là câu điều kiện gì? Nào, câu điều kiện gì? Câu điều kiện loại 2, đúng rồi. Nhá, nếu như mà con không trả lời được ngay cho cô là câu điều kiện loại 2 thì chứng tỏ là con đang ở mức tiếng Anh là dưới trung bình, cô khẳng định chắc chắn 100% là dưới trung bình. Nhá. Đấy, nhưng cũng sẽ không sao nếu như ngay bây giờ con tham gia vào khóa học của cô Mai Phương thì kể cả dưới trung bình cô cũng nhận hết, đấy chưa? Bởi vì cái mục tiêu của cô đó là giúp rất nhiều những bạn dưới trung bình có thể đạt được 8, 9 điểm tiếng Anh. Còn tất nhiên, những bạn nào mà theo học cô Mai Phương từ lâu rồi thì cái khả năng mà đạt trên 9 và 10 rất là cao, được chưa? Đấy, còn những bạn nào mà đang mất gốc tiếng Anh thì đừng ngại ngần về với đội của cô Mai Phương nha, được chưa? Cô có cái khóa đó là cái khóa xóa mù luôn, được chưa? Học rất là nhanh, chỉ trong vòng khoảng dưới một tháng thôi là hết mù tiếng Anh thôi à. Học từ, gọi là từ những thì cơ bản luôn và học rất chậm, được chưa? Không đến một tháng nha, rồi sau đấy là sẽ học vào trong khóa học Global M của Mây Phương. Đó, không ngại mất gốc ạ, nha, không ngại mất gốc nha. Rồi, câu này, ua, là câu điều kiện loại 2 ở vế này, mình sẽ dùng cho cô là good cộng verb. Đáp đúng câu này sẽ là đáp án B. Đấy, đúng không? Nếu như giáo viên của tôi ở đây bây giờ thì ông ấy có thể, thầy có thể giúp đỡ chúng tôi với cái bài tập khó này, đúng không ạ? Câu 16. Câu 16, câu này cô có good cộng verb. Câu này cô có good cộng verb ạ. Thì đây là câu điều kiện loại 2.
No. Câu được kiểu loại 2 thì sẽ là phải có ua đúng chưa? Sẽ là phải có ua. Thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô ở đây sẽ là gì? À, cái câu này lại liên quan đến kiến thức về cấu trúc mà mình sẽ học vào ngày thứ tư. Có bạn nào biết không ạ? Câu được kiểu loại 2 là phải có ua thì chỉ có đáp án này được thôi đúng không? Nhưng mà tại sao lại là đảo ua lên trước như thế này? Tại sao lại là đảo ua lên trước như thế này? Được không? Thì đấy là bởi vì sao ạ? Đấy là bởi vì nó là dạng đảo ngữ của câu đủ kiện. Bạn nào không biết về câu số 16 này, đúng không? Thì chúng ta sẽ chú ý đến cái buổi học hôm thứ tư này, cô sẽ hướng dẫn chúng ta về phần đảo ngữ của câu đủ kiện. Được chưa? Nhá. Rồi, tiếp tục giúp cô sang câu số 17. If you inherited a million pounds, what with the money? Câu này ấy là cái câu hỏi mà nếu cô nhớ không nhầm, ngày xưa khi mà cô học ấy thì thường là ngày xưa còn có cái kiểu là viết tự luận, đúng không ạ? Tiếng Anh tự luận rất là khó nha, không phải ABCD multiple choice như thế này là dễ. Ngày trước là thi tự luận và còn có cả viết luận luôn. Đấy ạ, viết luận rất dễ rơi điểm. Và có những cái bài viết luận mà cô phải viết ở trên lớp như là cái kiểu câu như này: nếu như bạn được thừa kế 1 triệu bảng thì bạn sẽ làm gì với khoản tiền đấy? Tha hồ mà viết, đúng không ạ? À, đây là câu điều kiện loại gì? Câu điều kiện loại 2. Thực tế là chả có ai cho tôi 1 triệu bảng cả, đúng không? Vậy nếu như cái chuyện này xảy ra thì nó sẽ như thế nào? Người ta dùng câu điều kiện loại 2 để chứng tỏ là nó không có thật rồi nhá. Đây sẽ là what would you do with the money? What would you do with the money? Đúng chưa? Ok chưa? Nào thế bây giờ nếu như các con có 1 triệu bảng, được thừa kế 1 triệu bảng thì các con sẽ làm gì với khoản tiền đấy ạ? Ok, câu hỏi phụ nha. Câu hỏi phụ này, inherit thì sẽ bằng với phrasal verb gì? Inherit sẽ bằng với phrasal verb gì? Nhanh lên, nhanh tay lên, muốn lụm sách thì phải nhanh lên. Yeah. Inherit sẽ bằng với lại là came into, đúng rồi ạ. Come into có nghĩa là được thừa kế một cái khoản tiền gì đấy. Được chưa ạ? Được thừa kế một cái khoản gì đấy. Được chưa? Ok, tiếp tục câu số 18. Câu này có might not have succeeded. Nó là cái dạng là might thì cũng kiểu như là would thôi, đúng không? Cái này là loại 3 này, đúng không? Loại 3. Thì cái này là gì? Nếu như tôi gặp phải cùng một cái vấn đề mà bạn đã gặp phải khi còn nhỏ, thì tôi có thể là đã không thành công trong cuộc sống như là bạn bây giờ. À, như là bạn đã thành công đúng không ạ? Vậy cái thực tế là gì? Bạn, cái vấn đề bạn đã gặp phải này là quá khứ rồi. Và nếu như tôi mà gặp phải cùng cái vấn đề đấy trong quá khứ thì vẫn là trái với quá khứ, chỗ này chưa quá khứ hoàn thành. Thậm chí cô không còn quan tâm đến cái vế sau này luôn. Cô chỉ cần quan tâm đến cái chữ you had này là đã đủ để lựa chọn quá khứ hoàn thành ở câu này rồi. Đó, nếu như tôi đã gặp phải cùng một vấn đề mà bạn gặp phải khi còn nhỏ, nào bố mẹ ly dị, nào rồi thì là bố mẹ đánh nhau, nào thì là bị lạm dụng, nào là đủ thứ đúng không ạ? Đấy, một cái cây vừa mới nở ra, vừa mới gọi là ngoe le ngoe bước ra đời là đã bị vùi dập không thương tiếc rồi đúng không ạ? Đó, thì tôi có thể là đã không thành công trong cuộc sống như là bạn, đúng không nhá? Trái với lại là cái vấn đề ở trong quá khứ như thế này thì chắc chắn chưa quá khứ hoàn thành, thậm chí không còn quan tâm đến cái về sau của chúng ta như thế nào luôn, được chưa? Ok, rồi. Ta tiếp tục giúp cô sang câu số 19 nhé. Câu số 19. Ok. Nào, câu số 19 của chúng ta sẽ chọn đáp án gì? À, he would have been able to pass the exam. Thì đây là câu điều kiện loại 3 rồi, đúng không? Câu điều kiện loại 3 chưa ạ? Ok, nếu mà câu điều kiện loại 3 nhá, vế đầu của chúng ta sẽ chọn gì? Không thể dùng studying more được đâu ạ. Không, studying more chưa có đủ để tạo thành câu điều kiện. Câu này, if, nếu mà anh ta học tập nhiều hơn vào lúc này, mà anh ta sẽ có thể vượt qua kỳ thi trong quá khứ thì không liên quan rồi, đúng không ạ? À, cái này cũng thế, cái này có điều kiện loại 2, không phù hợp. Đáp án đúng ở đây phải là đáp án B. Nhưng mà ở đáp án B này thì đây cũng là dạng thức đảo ngữ của câu điều kiện loại 3. Nhá. Và nếu như các con chưa biết về cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 3 này, câu điều kiện loại 2, loại 3, loại loại 1 luôn, 1, 2, 3, chưa biết về câu đảo ngữ thứ tư này chúng ta sẽ học với cô. Nhá. Chúng ta sẽ học tiếp cái bài này với cái nội dung về câu điều ước, đúng không ạ?
À, không, luyện tập với câu điều kiện và đảo ngữ câu điều kiện. Và tuần này mình cũng sẽ học với câu điều ước và câu giả định nữa. Rất là quan trọng đúng không ạ? Toàn là những tiết học rất quan trọng chương trình. Những bạn nào chúng ta thường xuyên coi bài livestream của cô Mai Phương thì chúng ta cũng học được rất nhiều kiến thức rồi, đúng không ạ? Có điều rằng là các con sẽ không được học nhiều đọc điền đọc hiểu ở trên page của chúng ta, mà đọc điền đọc hiểu thì cũng chiếm rất là nhiều kiến thức, rất nhiều điểm trong bài thi, và cái phần đó thì cô dạy ở trên web là nhiều, đúng không ạ? Ở trên web thì các bạn ấy có lợi thế gì hơn so với lại là chúng ta ở trên page? Có nhiều bạn nói rằng là cô cũng livestream khá là nhiều ở trên page, đúng không ạ? Nhưng mà những cái phần này thực ra thì nó cũng chiếm một cái phần gọi là điểm cơ bản ở trong đề thi thôi. Những cái câu mà chúng ta sẽ cần phải học để nâng cao điểm số của mình, ví dụ như là học những cái chuyên đề từ vựng chuyên sâu này, đúng không ạ? Đọc điền đọc hiểu này. Đọc điền đọc hiểu, đặc biệt là cái phần đọc điền đọc hiểu thì riêng cái khóa Promo Plus của cô Phương là học rất là sâu về phần đọc điền và đọc hiểu để nâng cao cái kỹ năng làm bài đối với cái hai cái phần này. Và ở trên page thì cô không sao có thể chữa được nhiều đọc điền đọc hiểu, chỉ có một số những cái đề thi hoặc một số buổi thôi. Nếu mà so với trên web thì ở trên web học được đầy đủ hơn rất là nhiều, hệ thống bài giảng rất là đầy đủ, và đặc biệt là được chú trọng thêm những cái đề dự đoán này. Bộ VIP 90 của cô Phương, tức là 90 ngày học livestream, 90 ngày học là chúng ta sẽ học livestream 100% với cô Phương luôn. Và chúng ta sẽ có một cái lộ trình học cực kỳ là hay, và trong đấy đặc biệt là chú trọng thêm rất là nhiều cái phần từ vựng, đọc điền và đọc hiểu nữa. Đấy, và tất nhiên chưa kể là các bạn ấy còn được tặng sách nữa, đúng không ạ? Đấy, cho nên là tất nhiên, nói gì thì nói, ở trên web các bạn ấy có những cái lợi thế. Và ở trên page thì cô vẫn cố gắng làm sao mà trong cái khả năng của cô Phư thì cô vẫn cứ dành thời gian để dạy thêm rất nhiều bài nữa cho các con. Cũng có không ít những bài từ vựng hay ở trên page. Có nhiều bài hay đến mức là cô cũng nói các bạn ở trên web là chúng ta nên lên trên page để tham khảo thêm. Đúng không ạ? Nhưng mà không bắt buộc, bởi vì ở trên web và các bạn đã đủ hết rồi, và các bạn ấy không có bắt buộc phải coi cái phần live của cô ở trên 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 page đâu. Đúng không? Có rất nhiều bạn là khi mà vào khóa của cô Phư rồi thì bỏ hẳn page vì lý do là các bạn ấy vào khóa học, các bạn ấy có nhiều bài cần phải học quá, vì thế cho nên là không có còn thời gian đâu để học livestream ở trên page nữa. Đúng không ạ? Nhưng mà cô nghĩ là trong thời gian tới cô có chữa nhiều những cái đề ở trên page này thì những cái câu hỏi cơ bản cô sẽ chữa ở trên page, đọc điền đọc hiểu thì cô lại chỉ chữa độc quyền ở trong khóa học. Chính vì thế cho nên là hệ thống khóa học của cô được xây dựng với những cái chương trình mà nó chỉ là một phần nhỏ nha. Những cái phần khác nữa thì cô sẽ không nói ra ở đây, đúng không ạ? Để đảm bảo là cái tính gọi là độc đáo của khóa học thì những cái hay là cô sẽ phải để dành riêng ở trong nhóm, đúng không ạ? Cho nên cô sẽ không có khoe hết ra đây, đúng không? Cho nên là những bạn nào mà có khóa học của cô Phương thì chắc chắn sẽ có được những cái lợi thế rất là lớn ạ. Ok, và bây giờ mình sẽ đến 6 câu hỏi cuối cùng, được chưa? Sau đó thì cô sẽ công bố xem là bạn nào ngày hôm nay sẽ nhận được phần quà, đó là bộ sách tự học 20 chủ đề từ vựng của cô Phương nhá. Câu số 20. Cái này có good cộng verb rồi, câu điều kiện loại 2 đúng không? Câu điều kiện loại 2 to be chia là ua dài với tất cả các ngôi. Mình sẽ chọn đáp đúng là đáp án C. Đúng không? Tỷ lệ chết sẽ giảm nếu như điều kiện vệ sinh được cải thiện. Và cái câu này là cấu trúc câu bị động đúng không? Bị động. Bị động vẫn chia be là ua dài nhá. Tiếp tục câu số 21. Any free time, I would attend more spring festivals organized in our neighborhood. Would attend đây thì là câu điều kiện loại 2 đây rồi, đúng không? Vậy sẽ là câu điều kiện loại 2, nó phải nghĩ đến ua. Ua thì chúng ta sẽ có hai đáp án này có ua này. Và câu này cũng là câu đảo ngữ câu điều kiện, đó là các bạn sẽ phải chọn cho cô cái đáp án A đó, đây này, này. Đó là will I to have. Nó sẽ tương đương với lại là If I had any free time, I would attend some spring festivals organized in our neighborhood. Được chưa? Và cái này nó là phần đảo ngữ, cô đã nói là cô sẽ dạy trong buổi sau. Thế ở đây cô chỉ đưa ra một vài câu để các con có thể biết trước được là cái phần kiến thức về câu điều kiện này nó sẽ gắn liền với phần đảo ngữ. Vì thế cho các con sẽ phải xem tiếp cái tiết học vào ngày thứ tư để mình bổ sung thêm kiến thức của phần này. Câu số 22, câu điều kiện loại mấy đây? Quá khứ hoàn thành thế này, có thể là loại 3, có thể là trộn, đúng không ạ? John đi bộ về nhà nếu như Sarah không cho anh ấy đi nhờ xe. Give somebody a lift, tức là cho ai đó đi nhờ xe. Thấy chưa? Thì cái này nó là câu điều kiện loại 3 rồi, bởi vì kết quả nó là ở trong quá khứ thôi. Nếu như Sarah không giúp đỡ thì John phải đi về nhà là kết quả trong quá khứ đúng không? Vậy mình sẽ dùng đáp án C ạ. Được chưa? Câu số 23.
Cái này là hiện tại hoàn thành. Nếu như if mà cộng với hiện tại hoàn thành như này, câu được kiểu loại một thôi ạ. Họ sẽ không trả tiền cho bạn nếu như bạn không còn giữ cái biên lai. Đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án A. Câu điều kiện cái này tương lai, câu điều kiện loại một, hiện tại tương lai. Ừ chưa? Được chưa? Ok chưa? Nào câu số 24. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? If these prisoners attempted to escape from prison immediately. Câu này chúng ta sẽ có là cái câu này quá khứ rồi. Thì vế bên này của chúng ta này sẽ là phải dùng câu loại 2 đúng không? Would cộng verb. They would be caught, they would catch. À, câu này thì nó lại có cả chủ động bị động nữa này. Đó. Những cái câu như này là những câu kết hợp kiến thức, hai phần kiến thức. Kiến thức thứ nhất là kiến thức câu điều kiện. Kiến thức thứ hai là kiến thức câu bị động nữa. Bởi vì các con sẽ phải lựa chọn đáp án A là cấu trúc bị động hay đáp án B là cấu trúc chủ động. Như vậy cái câu những cái câu như này là những cái câu mà mình kết hợp nhiều kiến thức trong một câu này, kiểm tra nhiều kiến thức. Đề khó thì sẽ có nhiều những cái câu kết hợp kiến thức như này, còn đề dễ thì nhiều khi nó chỉ đơn giản thế này thôi. Như câu 23 này dễ đúng không? Những cái câu mà nó đi thẳng vào cấu trúc như này là những câu dễ, những câu kết hợp thêm kiến thức thì nó sẽ khó hơn. Cái câu này mình chọn gì ạ? Muốn làm được cấu trúc câu bị động thì là phải dịch đúng chưa? Đúng không? Bạn nào học bài câu bị động của cô Phương rồi ạ? Phải dịch một tí này. Nếu như tù nhân mà có gì đấy ạ, dự định là trốn tù, đúng không ạ? Thì họ sẽ bị bắt lại ngay, đúng không? Nguy hiểm quá, đúng không ạ? Nào câu số 25. Her supervisor's approval. She shouldn't begin the project. Ok, cô ấy không nên bắt đầu dự án này. Thì cái này mình sẽ dùng gì? Trừ khi là Susan không có được cái sự đồng ý của sếp. Unless thì sẽ bằng với lại là if not. Cho nên cái câu này sẽ bằng với câu là if Susan gets. Nếu như Susan có được cái sự đồng ý của sếp thì cô ấy không nên bắt đầu dự án, thì câu này sai về nghĩa. Mà câu này sẽ tương đương với đáp án C nên câu này cũng sai luôn. No. Đáp án B thì câu này là câu điều kiện loại 2. Nhưng cái này nó chỉ là câu điều kiện loại 1 thôi. Với cái này là shouldn't là dạng biến thể câu điều kiện từ câu điều kiện loại 1 thôi. Đáp án đúng câu này sẽ phải là đáp án D này. Unless Susan gets. Đó là trừ khi Susan có được cái duyệt của sếp, của người giám sát thì cô ấy sẽ không nên bắt đầu dự án. Thì cô ấy không nên bắt đầu dự án. Cái câu điều kiện loại 1 nhá. Tuyệt đối không nghĩ shouldn't giống như là would lại dùng câu điều kiện loại 2 là sai nha. Phải dùng câu điều kiện loại 1 và chọn đáp án D. Đấy chưa? Nếu như Susan không có được cái sự chấp nhận của sếp thì cô ấy không nên bắt đầu dự án câu điều kiện loại 1 ạ. Dạng biến thể của câu điều kiện loại 1. Và unless ở đây nghĩa là trừ khi. Và trong trong cái bài câu điều kiện này thì nếu như các bạn tham gia khóa của cô Phương thì chúng ta sẽ được học kỹ hơn nữa. Ví dụ như là trong khóa ngữ pháp tiếng Anh trọn đời của cô nhá, chúng ta sẽ được học kỹ hơn nữa. Ví dụ như là ngoài unless ra thì mình còn những cái từ gì? Ví dụ như là mình còn provided ra chẳng hạn. Đúng không? Hay là mình còn ví dụ như là as long as. Đều là các cái từ mà thay cho if. Đấy. Được chưa? Hoặc là supposing that. Đó. Thì chúng ta vào học trong khóa thì chúng ta mới được học đầy đủ hết được. Đấy. Thì bây giờ cô đã chữa xong 25 câu nhá. Đấy. Các con học rất là tốt luôn ạ. Rất tốt luôn. Ok. Bây giờ cô sẽ xem ra là bạn nào hôm nay sẽ nhận được cái bộ sách này của cô Phương. Mình sẽ xem là có bạn nào sẽ nhận được cái bộ sách này của cô Phương nhá. Cô sẽ xem là bạn nào nhận được sách của cô Phương nào. Ok. Cô cũng sẽ trả lời những cái câu hỏi của chúng ta. Đấy nhá. Trong quá trình học, các con có những câu hỏi gì thì thi của cô sẽ ghi lại và cô sẽ trả lời cho chúng ta luôn. Như vậy là chúng ta học như thế này chúng ta sẽ được trả lời các câu hỏi rất là tiện đúng không ạ?